Tân 80, Đô Nguyễn Ngọc Khánh Tuyên Quang phố đỏ, Đô Nguyễn Đức Trung Hà Nội phố xanh, Hà Đô Bảo Thắng. Hai đôi vẫn tay nhau. Hai đôi nghe lệnh chống xe này. Trận đấu bắt đầu. Ra ngoài, hai đô vào sân sới. Trận đấu tiếp tục.
chắc hai đô thi đấu chúng ta không đủ đúng nuôi bố hai đô trở lại trang phục. Vào giữa giới trận đấu tiếp tục. Thời gian thi đấu hiệp 1, hai đô bị giải lao, chuẩn bị thi đấu hiệp 2. Hết thời gian vì giải lao, hai đô vào giữa sân. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị hiệp 2 bắt đầu.
Hai đô đứng giữa giới nghe công bố kết quả. Ở lúc 2 phút 49 giây của hiệp 2, đô Nguyễn Ngọc Khánh Tuyên Quang thắng cuộc.